Mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang đã thực hiện thí nghiệm mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng tiết kiệm phân bón trên cây lúa tại ruộng của ông Nguyễn Văn Thắng ở xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè với giống lúa OM18, lượng gieo xạ là 100 kg một hecta. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức là 5 công thức phân bón. Trong đó, nghiệm thức đối chứng phân bón theo công thức 90N40B2O5 và 30KO2. Công thức này tương đương với 150 kg UG, 100 kg DAB và 50 kg K2O cho mỗi hecta. Các nghiệm thức giảm lượng N lần lượt là 10%, 20%, 30% và 30% kết hợp với phân hữu cơ vi sinh. Các nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm về mặt kỹ thuật, nông dân có thể giảm tới 30% lượng phân bón mà không làm giảm năng suất. Đặc biệt, khi giảm 30% lượng N kết hợp với phân hữu cơ vi sinh cho thấy năng suất đạt cao hơn gần 1 tấn một hecta. Nghiên cứu cho thấy nghiệm thức giảm 10% lượng N cho năng suất thực tế gần 6,3 triệu tấn một hecta, cao hơn đối chứng là 0,6 tấn một hecta, lợi nhuận đạt trên 25 triệu đồng một hecta, cao hơn đối chứng 5 triệu đồng một hecta.